Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà Anna nhận được rất là nhiều câu hỏi từ những bạn mà thường xuyên theo dõi kênh của Yobo trên Facebook và YouTube. Đó là giữa sinh tố và nước ép thì mình nên chọn cái nào và cái nào thì tốt hơn cái nào? Đối với nước ép, chúng ta sẽ bắt đầu trước. Đây cũng là cái thế mạnh của Yobo. Đối với nước ép thì bạn cũng thấy rằng là bản thân nước ép nó không còn là một thực phẩm toàn phần. Tức là so với cả sinh tố mình sẽ dùng nguyên cả một cái trái gì đó để mình xay vào. Nhưng mà nước ép á, thì mình sẽ loại bỏ phần lớn những cái chất xơ rồi. Mình chỉ còn một lượng chất xơ nhỏ hòa tan được ở trong cái dịch của rau củ thôi. Thế ví dụ một chai nước ép như thế này thì có phải rằng là bởi vì như thế cho nên là nó sẽ không bằng với cả một ly sinh tố hay không? Nó tùy vào cái quan điểm khi mà mình sử dụng. Tức là nếu mình sử dụng nước ép với trên cái góc nhìn là về dinh dưỡng thì nước ép đương nhiên nó sẽ chứa nhiều dinh dưỡng hơn. Bởi vì ví dụ để có thể ép ra được một cái chai nước như thế này là khoảng 300ml thì Anna phải dùng đến khoảng 5 lạng cho đến 6 lạng đồ thô cho từng những cái loại khác nhau. Nếu mà chúng ta ăn mà để ăn được từ 5 lạng đến 6 lạng thì mất thời gian khá là lâu thì chúng ta mới có thể thu nhận được cái dinh dưỡng từ những cái loại rau củ quả đó. Thế thì bởi vì chúng ta khá là bận rộn, cuộc sống bận rộn, không phải lúc nào mình cũng có thời gian để mình ăn. Ví dụ như Anna một ngày mà uống 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai như thế này, kết hợp với cả công việc rất là nhiều nữa, thì Anna chọn một cái giải pháp là dùng nước ép để mình vẫn lấy được toàn bộ dinh dưỡng, bao gồm là những chất chống oxy hóa, những chất mà giúp cho chúng ta phòng chống ung thư, vitamin, muối khoáng, enzyme nguyên bản thì nó đều có trong các loại rau củ quả tự nhiên. Và mình nhớ là mình phải dùng hàng sạch. Bạn có thể sử dụng những cái nguồn nguyên liệu từ trồng theo hướng organic và đảm bảo những tiêu chuẩn như là VietGAP hay là GlobalGAP cũng đã là những cái nguồn cực kỳ tuyệt vời rồi. Và mình về mình có thêm những cái kỹ thuật mình sơ chế nữa thì chúng ta vẫn có một cái nguồn dinh dưỡng hoàn hảo đến từ thiên nhiên. Và nếu như vậy, nếu chúng ta xét ở cái góc độ là mình muốn thu nhận dinh dưỡng, dưỡng chất thì ở trong nước ép nó sẽ đậm đặc hơn rất là nhiều. Và bạn biết không, khi mà chúng ta sinh sống á, thì tùy vào cái độ tuổi của bạn, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi hay 60 tuổi thì từng đó thời gian cơ thể của chúng ta khá là, Anna gọi nôm na là khá là nhiều acid, khá là bẩn và nhiều độc tố. Nếu vậy, để chúng ta có thể cân bằng và làm sạch được thì bắt buộc chúng ta phải có những loại nước ép. Bạn hãy hình dung là cái nếu các bạn để ý cái đường ống mà chỗ mà chúng ta rửa chén á, thì bao giờ nó cũng hay bị bám mỡ. Và khi chúng ta muốn làm sạch thì chúng ta sẽ cho cái bột vào để nó tan cái lớp mỡ và kết hợp với cả những cái cặn thức ăn dư thừa đấy đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta thì gần như là chúng ta không có một cái cách nào để chúng ta làm sạch chủ động như thế cả. Không có một cái loại bột nào có thể đưa vào để mà làm sạch cho kiểu là dọn như vậy, nó sẽ dọn cả cơ thể của chúng ta đi. Ngoài ra là mạch máu của chúng ta, không chỉ hệ tiêu hóa mà còn mạch máu của chúng ta, tất cả những cái hệ mạch trong cái hệ thống, không phải chỉ cần là mạch máu mà còn hệ bạch huyết cũng cần phải được làm sạch như vậy. Và những cái lòng ống của chúng ta tùy vào cái thời gian chúng ta sinh sống thì nó cũng cứ bị hẹp dần, hẹp dần, hẹp dần như vậy, dẫn đến này nhiều độc tố này, bị đau đầu này, sinh lý yếu này, tiêu hoặc tiểu đều khó khăn này, tất cả những cái biểu hiện như vậy thì bạn đều phải biết rằng là nó cũng là do một cái hành trình khi mà chúng ta sống quá là lâu dài rồi. Vậy cái gì sẽ giúp chúng ta làm sạch? Trong thiên nhiên ấy, rất là kỳ diệu. Thiên nhiên đã có sẵn những cái thực phẩm mà giúp chúng ta làm sạch rồi. Và bởi vì chúng ta đặt cái mục tiêu là làm sạch lên trên, hoặc là mục tiêu là cung cấp được cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng nước ép. Được không ạ? Như vậy thì chúng ta đã có thêm một cái lý do để chúng ta chọn nước ép nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái những cái yếu tố của sinh tố. Đối với một ly sinh tố thì ngược lại, sinh tố chúng ta sẽ sử dụng những cái thực phẩm toàn phần và chúng ta xay ra. Hiện tại cũng có rất là nhiều những cái loại máy xay mà xay có độ nhuyễn đủ để chúng ta có thể uống được. Có những người thì lại thích
Sử dụng sinh tố, đặc biệt là những bạn hay đi tập. Bởi vì là đối với những bạn hay đi tập á, thì cũng hay được PT hướng dẫn là mình sử dụng những cái thực phẩm toàn phần này, rồi mình có thể bổ sung thêm cả những cái loại protein powder vào trong những cái ly sinh tố của mình. Đây cũng là một cái trend rất là lớn ở trên thế giới. Ở châu Âu, các bạn trẻ bây giờ đã có cái xu hướng là sử dụng những cái ly sinh tố mà có bổ sung thêm protein, bổ sung thêm những cái bột dinh dưỡng vào để thay thế cho một bữa ăn. Thường là thay thế cho bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn sáng. Nếu mà như vậy thì khi chúng ta sử dụng sinh tố thì nó khác gì với cả nước ép? Đầu tiên, sinh tố thì vẫn là toàn phần của thực phẩm. Cái đấy là cái điều mà ai cũng biết rồi. Và thứ hai là gì? Bởi vì là toàn phần của thực phẩm và có chất xơ, cho nên sinh tố thì sẽ tiêu hóa chậm hơn so với nước ép. Nếu như một ly sinh tố thì mình có thể tiêu hóa, cơ thể mình phải tiêu hóa rất là từ từ vì nó có nhiều chất xơ ở trong đó. Còn đối với một ly nước ép thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta dinh dưỡng ngay lập tức và tiêu hóa rất là nhanh. Vậy nếu bạn sử dụng những cái loại rau củ quả để làm nước ép thì rõ ràng mình phải chọn, nếu mình đang dư cân thì mình phải chọn những loại mà có chỉ số đường huyết thấp. Bạn cứ tìm lại cái clip mà danh mục thực phẩm tàng hình để sử dụng. Còn khi mà bạn sử dụng làm sinh tố thì mình có thể sử dụng nhiều những cái loại rau và trái cây mà có chỉ số đường huyết cao hơn, có độ ngọt cao hơn. Đơn giản bởi vì là chúng sẽ được tiêu hóa từ từ chứ không ồ ạt, ào ạt như là ở bên nước ép. Vậy nếu như bạn muốn thay thế cho được một bữa ăn này, bạn muốn là mình sử dụng những cái thực phẩm mà nó sẽ tiêu hóa chậm này và tăng cái lượng chất xơ thì mình vẫn phải sử dụng sinh tố. Và thường nước ép thì rất là khó để thay thế hoàn toàn cho một bữa ăn, nhưng mà sinh tố thì lại có thể làm được điều đó, bởi vì chúng ta có thể cho vào những cái ly sinh tố của chúng ta rất nhiều những cái loại thành phần khác nhau. Ví dụ như ở Yobo thì Anna cho thêm những cái bột ngũ cốc làm từ đậu xanh, đậu nành, xin lỗi, làm từ đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, Anna không dùng đậu nành nhé. Rồi có thêm cả bột gạo lứt này, làm từ cái loại gạo lứt tím á. Rồi có thêm cả hạnh nhân, mắc ca, óc chó, là nó sẽ giúp cho trong một ly sinh tố này có thể bổ sung được toàn bộ cả protein, cả chất béo và cả tinh bột nữa. Chính vì như vậy mà những cái ly sinh tố cũng có những cái đặc điểm riêng của nó và sẽ có lúc bạn phải dùng những ly sinh tố thay cho nước ép. Và khi mà một câu hỏi hỏi rằng là vậy sinh tố với nước ép thì cái nào tốt hơn cái nào, thì Anna cũng không lựa chọn được cái nào tốt hơn cái nào cả. Cả sinh tố và cả nước ép nó đều có những cái đặc điểm lợi thế riêng biệt. Và thay vì là chúng ta đi hỏi nhau những cái câu như là cái nào tốt hơn cái nào, tại sao chúng ta lại không tìm cách ăn tất cả luôn, đúng không ạ? Vừa ăn vừa uống, và miễn là chúng ta phải biết kết hợp với nhau theo những cái tỷ lệ đặc biệt. Bạn nhớ rằng là bởi vì nước ép thì nó được hấp thu dinh dưỡng cực kỳ nhanh, cho nên nếu như những cái lúc ấy mà bạn muốn là cho lên đường này, cho tức là cho làm thế nào đó, có một cách nào đó để cho mình tỉnh táo này, thì cũng mình hãy dùng những cái ly nước ép. Còn nếu bạn muốn là tiêu hóa từ từ, ăn được những toàn phần của thực phẩm và ăn được cả những thực phẩm mà có cái độ ngọt hơn thì bạn hãy dùng sinh tố, bởi vì trong lúc đó thì ly sinh tố đấy nó sẽ tiêu hóa chậm chậm hơn so với nước ép, và cái tốc độ làm tăng đường huyết nó cũng chậm lại khi mà nó tiêu hóa chậm. Và ngoài sinh tố hay nước ép thì Anna vẫn yêu cầu tất cả những cái khách hàng của mình này, những người mà thường xuyên theo dõi và đặt những cái câu hỏi cho Yobo, là mình hãy nhai những cái thực phẩm tươi sống. Tức là mình vừa ăn thực phẩm tươi sống, mình vừa uống nước ép và mình vừa ăn sinh tố, tùy vào cái mục tiêu sử dụng của mình. Như vậy thì các bạn đã có những cái lý do từ cái góc nhìn của Yobo, từ góc nhìn của Anna về sinh tố và nước ép. Cái nào tốt hơn cái nào? Bạn thấy đấy, cả hai cái đều tốt và cả thực phẩm tươi đều tốt, tùy vào cái việc là bạn sẽ sử dụng nó như thế nào mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu bạn thích thông tin này, xin hãy cho Anna một like, một share nhé. Hãy đăng ký vào kênh YouTube của Yobo để Anna và ekip của Yobo có thêm động lực nhanh chóng ra clip tiếp theo. Mong rằng thông tin trong clip này hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn vui khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.